Điều gì xảy ra nếu bà Le Pen trở thành tổng thống Pháp? Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ không đưa bà Le Pen lên làm tổng thống Pháp. Chiến thắng của bà ấy không chỉ đồng nghĩa với việc tách Pháp ra khỏi các giá trị cốt lõi của Liên minh châu mà nó sẽ thay đổi hoàn toàn hướng đi của khối. Ngoại trưởng Luxembourg cho biết vào cuối tuần trước. Trong suốt quá trình tranh cử cho tới nay, bà Le Pen, lãnh đạo đảng cực hữu cho thấy rõ quan điểm đối lập với Liên minh châu Âu trong một số chính sách như nhập cư và đối ngoại. Bà không đưa ra bất cứ cam kết hợp tác quốc tế nào về kinh tế, thương mại hay cắt giảm khí tài. Điều này trái ngược với đối thủ của bà là đương kim Tổng thống Pháp, người đã khá tích cực trong các vấn đề quốc tế. Tương tự như cuộc chạy đua vào ghế Tổng thống năm 2017, bà Le Pen đã đặt các vấn đề như ngăn chặn làn sóng nhập cư tràn lan hay xóa bỏ các hệ tư tưởng Hồi giáo làm ưu tiên. Bà đã khẳng định nếu đắc cử, Mục tiêu của bà là thay đổi hệ thống chính trị Pháp từ bên trong, giảm mạnh lượng nhập cư vào Pháp. Bà cũng tập trung vào những chủ đề truyền thống của cánh tả như cải cách dịch vụ công, bảo vệ đội ngũ giáo viên và nhất là tăng cường sức mua. Lãnh đạo đảng mặt trận quốc gia lưu ý, nếu chúng cử, bà sẽ bỏ thuế giá trị gia tăng đối với 100 mặt hàng thực phẩm cơ bản. Bà đồng thời ủng hộ ý tưởng của ứng cử viên cực tả trên lốp về thiết lập giá đối với các hàng hóa và nhu yếu phẩm thiết yếu mở rộng quyền dân chủ và thực thi quyền lực thông qua các cuộc trưng cầu dân ý. Trong cuộc phỏng vấn với nguồn tin, cựu Tổng thống Pháp cánh tả cảnh báo Pháp có thể sẽ phải trải qua những thay đổi lớn nếu bà Le Pen đắc cử. Ông Hollandy chỉ ra một số vấn đề trong kế hoạch tranh cử của nữ chính trị gia 53 tuổi, bao gồm sửa đổi một phần tư nội dung của Hiến pháp, Pháp hiện nay. Tư cách thành viên EU của Pháp hay việc Pháp có thể rời NATO để thúc đẩy quan hệ với Nga. Điều quan trọng và cốt yếu nhất trong cuộc bầu cử vẫn là nước Pháp và sự đoàn kết là tương lai châu Âu là độc lập của nước Pháp. Vì những lý do này, tôi kêu gọi người Pháp hiểu được tình hình để đi bầu cho ông Emmanuel Macron. Ông Hollande nói kêu gọi cử tri bầu cử cho ông Macron để tránh những hệ lụy đối với nước Pháp. Trong khi đó, tại buổi meeting vận động tranh cử lớn đầu tiên tại thành phố ở miền nam nước Pháp hồi đầu tháng 4, Bà Le Pen khẳng định nhiệm kỳ của ông Macron đã để lại một nước Pháp bị chia rẽ, người dân không được coi trọng và bị bỏ rơi. Ngày 24 tháng 4 tới, nếu người Pháp ngăn chặn ông Macron tái cử, thì cũng có nghĩa là ngăn chặn sự đổ vỡ của sức mua, ngăn chặn đà tăng thuế, ngăn chặn kế hoạch nâng độ tuổi về hưu lên 64 hay 65, ngăn chặn sự dễ dãi của tư pháp và ngăn chặn vấn đề nhập cư đang đe dọa sự cân bằng của hệ thống xã hội. Bà cho hay, các nhà phân tích nhận định ông Emmanuel Macron và bà Le Pen đang theo đuổi hai chương trình tranh cử hoàn toàn đối lập nhau. Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất tại Pháp trong ngày 16 tháng 4 cho thấy, ông Macron vẫn được dự đoán sẽ chiến thắng vòng 2 cuộc bầu cử với 55% phiếu bầu so với 45% của bà Le Pen. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ bà Le Pen hiện tại đã tăng mạnh so với vòng 1 và cả hai vẫn còn một cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình được xem là mang tính quyết định vào ngày 20 tháng 4 tới. Ưu ừ thế rõ ràng đang nghiêng về ông Macron, nhưng kịch bản bà Le Pen chiến thắng hoàn toàn có thể xảy ra.